Hôm hà này con về đình trúc yên nghĩa, ngày hôm nay được cả cả con đi có lộc nhà đình hôm nay cơ ngày bà na cả cả con mơ cha cho đi ngơ cứ đi về đỡ có lô câu tai câu mà có ngày bà na cả cả con mơ đình cho đi ngơ lang đỡ về đình đi dòng đờ má cô mà cơ ngày bà na đậu à xuân con đi câu lô cơ mà nhà đi nhớ cầu à cho chữ kẻ giá đi cậu cho ca đợt mà cả mong ăn mà dưỡng ở quê hơn mà năm mà xưa ra giò bàn ơi để chăm vòng cành nhà đình bỏ ra giờ bà na tôi à quê la để nhớ cửa mà ra nhà đi nhớ bước bao mà kia rất na la khăn chàng ra giờ bà bà chùa hà ni yên tình trở thành nhớ sinh minh cầu hà cho mà tình canh thật là khang trang ra giờ bà na lược ngà cửa ra mà có mà cờ lá cầu à yên nương chữ à lê mà cầu ơ lê nhớ cho dần à ra giờ bàn ơi ở hà chùa có xây chờ cơ khi nó đặng đừng dựng xung cửa đình ơ nì ra nền bàn mộ hà cha nó bổ về tây đô mộ cha nó bổ về quê bà cô mà chi mình ra giờ bà na mộ cha cha bổ về xanh hòa cho bà na ơi mộ cha nó bố về gia mộ là tần lạc còn thần cây nó đứng ở cửa đình phù hộ đổ chi cho dân mua mang vài vui thủ cương giờ bàn cậu hai chó
cho mẹ mương nhà nó y vải anh buộc mà đôi đôi ông nó con giờ bà nó có cho bố lùng cho mẹ lang an khang tình vườn nhà nói bình yên cơn giờ bà nà cậu cho thức khỏe mà người khá rẹt còn họ ca rồi chớ mà hơn ai ra giờ bà nơi bọn bạc mà đôi đôi phương cao rơi giờ bà na ơi cậy à ni ra chắc kiểu mà nhã đi nhớ mẹ nhà xa đỡ ngò chớ mà đỡ phôi ra giờ bà ơi cậy mình lại mình đều đỡ chăm giờ bà nà ơi kia ni có bờ ngàn ơ năm chị em mình ở ngõ để kể mà quê khẩu giờ bà nà ơi cậy à ni chắc có mà lo đời ngày này lọc mơ lại đỡ dần á rơi câu mà ra giờ bàn để hạ câu lục chưa có mơ cầu cho năm mười nhà nói bình yên cơn giờ bà na ơi ngày à về mà để nhớ cày mà đi nhà ni cầu chi là an vậy thì o chùa ra giờ bà đỡ cạnh nhớ đi sòn hà đi mời quay lại mà có lòng ra giờ bà na ơi con cháu cả cả bố mẹ khó cho con đi dùng chờ má quê ni con bố bằng rau đòn con má măng ưa nông giò bộ ơi bên ní đã có mười ngàn năm còn mong các bộ kể lại cho đàn con nghe cơ ngại bộ ơi bộ ơi buông rào bầu răng ơ nó bộ ơi rải ơ lại con má đều hay cương là bộ ơi thế cả cả con mới cả cả bỏ ăn được rồi cả con à
ngồi lại đỡ đều ông khổ với là bộ hơi. Đi ra hẹn thảm. Thằng là nó mới đi quay chứ hả cảnh hả? Đỡ cả cả con ông rau lột chờ chúa đinh đỡ cho. Mà xuyên nơ hà đều bình yên cơn gió bộ mà mới cho ta ca bộ khai mà ta con yêu con mới bổ răng bổ thảo cho các con là thằng bốn thảo đây hồi đây nó có bốn thằng bị ôm ấy thì do có hay bán mặt hàng chứ còn lông cá lông mề mới khi còn đất còn tác ra mày hay cha khai cái chuyện lại nó bằng ảnh chữ ảnh tuôn bằng cái mắt đúng ngó mày chứ thì cha mày bố mày mát mày hay nhưng mà bố bên này cha ướt liền ảnh lớn rồi bên cái quê liền cái đứa cho biết hàng qua bên bàn đưa cho cái khó cái hàng mới khám ở còn cải khinh đất liền bằng chơi bằng lòng vai bên mà chăm hồi nên bằng cảm ơn mà hào ảo rồi đó cảm ơn đấy nha mẹ con xin mà về phớ đỡ ông mà rào con ông trong đỡ hạt muôn phân cho bụi ra cả bộ Ngọt quá còn chục mà cho các bộ mà đầu năm tặng thêm chúa mời mà bù nhá cho con cơm cạc bố rào à lộ cơ chứ cả cả con chứ yêu đà ông rồi đưa con đi dùng quên nhớ đi nhớ ngày này bố mẹ ơi đi qua vòng miếu cho nhà đình cả con xin câu lộc câu tài đâu nằm cơn giờ bà ơi đưa con câu lộc nhà đình cho con quê mẹ nhớ đó là mùa như xưa bù mẹ cầu à cho cá đất cá mương rồi yên à biên à lăng đưa dần mê ngâm nò cường cho bàn à cầu à cho khắp mắt đất muôn phan nước Nam mà có chữ ngày vui thuần giờ bàn cầu à cho hết miệt lòng đến phù hộ mân lê đồ chi cho dần cường cho bàn à ơi cho lên cả thế nào đừng lên đó nhá đến chỗ đấy đây đừng lên lên phải lên lên đi đó lên 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 đi quên cả thế thôi để
kia vong cánh. Cứ lên thật đấy. Sợt lá đang yêu hải văn à. Bọn ơ mà chưa chưa đợi mà tô mặn bò à răng cờ à khô đô là xa ơ kê ngự đi to lộp nhà xe cô mà giò ban à ơi xin cờ à khô đô là lại xa kê đinh cô mà giờ ba nà có mấy bà là làm cái điêu hát nữa mấy màng người ta điêu hát nữa có mấy bà làm cái điêu hát bằng rồi tôi đinh cáng á ừ có cái đinh đinh mông khả tôi đuôi đáng hát luôn. Cắt luôn cái này, nó có cùng. Chờ bao nhiêu nhỉ? Để con đeo được này. Ấy, chờ lên. Em bảo luôn này. Này. Cái này là bộ ca ca bả cái đó cái tóm lỗ cái bộ 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 đã đã biết đã cái tẹn này chấp cho nó cái này quay ở ốc kia phải không mắt 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 trong này khăn khăn cái này bộ cái đâu bộ ạ à? Hỏi cái bưu đâu này đi cái bộ hết đèn quen cái như đó vâng cái này hết được trong này đây còn cái này là mì mì đi cái bộ 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 là cái lịch sử về bước cái khi xa đôi cái đền nên là thế đó vâng. Này nhung em bù để đang đi. Cái này xin cảm ơn chị Kha này của bạn thì mình sẽ khai cái lớp bộ lại, sẽ khai cái câu, cái bộ lại câu còn này cho nên bữa khi để tác này bằng cái tổ cái ông cái chiến trường mương là dùng cái ba trăm lượng là mình năm lượng năm con dùng biến cái này đào cái bài thôi. Đó là cái ông như là cái ông một tuổi đó là bùi văn kiêng được khóa. Nên là bữa rồi ba mẹ là bùi thì đình công chủ ạ nên là đình công kháng đình công vang đi cái nên là cái ổn mắt tương cái nên ảnh cha mẹ biết lô nằm lô đời ra ra mắt cửa nó nhìn nằm nọ cái nên cô đi xoáy mà để là để phải cái thời ni ổn mà nó chắc khá dục khó cái bộ nên là bằng chữ ta thế nào lấy khảo nên là thì ơn đáng ơn chính phủ ơn nhân nước ơn cha ơn mẹ ơn lũng ơn làng nên thì mà năm nay nên thành lập là cho đa nhiều cái hiểu biết lắm cho nó đất có thiền có lên công đây câu được các mặt công các ảnh coi xin cảm ơn các ông là có thể nói khi con cấp lên là nó khi phải xăm nó con cái chính con đang muốn mà có chợt nên là mình chỉ bằng giác khai nhau chuyển lại cho cơ để ra nó có mắt ảnh hết nhiều nhưng trên niềm kia trên này là bằng đi
phải đi đi cả mưa lại thì cũng đó mà phải bổ thì nếu điều mang với kha cái lời khai lễ vậy ông văn nó hay này đọc thôi cái đi bổ vi mức lục ạ trên đế là bùi văn bảy rồi đế bùi văn vi cái đi học đế ra ấy cái là ô khai thường mũi ô khai sinh đọc ông khai sinh cái chuyện này là lại căn cơ chúng mình mới đầy đủ đây cái chính là nó bùi văn đấy đều và lo cái kéo khác một cái thằng lên đường chọn mèo như cái á thay vì chính là để ảnh nhiều còn đưa nó bùi văn bảy rồi đó chỉ bảy đưa bảy có liên quan ạ mà chính liên quan mà chắc khai với cái bảo mãi này là để chính đi việc cái mày hay mày bảo chính lì chính để ra mình bỏ khai thôi bỏ hỏa kéo với số mồ âm thân thì thế đây cái trên đây còn có ông nên giữ vào cái họ quan lục nên là đi về đứng lên mới giữ đến này cả tuần này cả biên quan mèo con má khang cái biên cả cái ông này con má thép đây cái con ông biển đó con bốn bò họ mà cái này đọc thôi cái tên tôi xin cờ điều là cảm ơn cơm thì bố nhà hỏi biết chuyện cứ được mặt là anh này khi là bữa đầu khi lo cả là ảnh đóng cái trang bao khác thì đóng cái trang là cái nhà lợp rồi xác khi đi hay là lắp lát xác khi cho là lót kiểu lên cho bốn đồ họ đi bắt lòng mới yểm việc mà hay cái xong việc lì cái nó hay ăn lòng đến đi là ăn thua lục lòng đi hay là cái nó mới trình bao đại diện hay bao với đồ họ một đôi hay cho nên là như thằng cơ về tân tân đến năm nay là mình tổ chức nữa đi mình là những cái việc gì ạ câu chỉ có câu cho trốn nhổ những người khai thiên lập địa lập lên đất tinh muông hay chỉ là tình ông thái hoàng đến đây bữa khi ông cái lâm ông bảo thằng thì thế chắc khá rằng thì mang tài ngay một đôi giờ là nó mà y hảo duy trì cái đi ở đời giờ buổi nên là chỉ đi rằng chỉ đi xã hội nó văn minh thôi cái buổi xã hội là cái buổi con thời chiến tranh là với nghĩ cái giai đoạn đứa có đinh đến con nào không biết lòng à mình chỉ đi là thì con nào cái nồng đây là khi ở là nháo làng ẩu buồn nữa coi mà thằng này nó khi chương trình xây liền là cái sòng đất này là xây hết họ làng họ bùi họ quanh đến là đất trường tiền họ bùi đó trời quanh ổ luôn ạ là tiền họ bùi hết họ mà bần nổ hết đó chung nó cổ nó bò hay còn trẻ này mang bổ thì để tôi xin chữ cờ điều ạ cái sòng đất chương trình liền là tiền họ bùi hết đi để cái đó hôm nay mình tổ chức mi lan này chị ạ chính đầu tiền là mình là cái gì đầu tiền là cái tiền đi cầu mà phải chu bị mà phải họp kha là bốn đầu họ đi họp lại mà số nhất với kha cái năm mười năm mà lên cái đinh là cứ mông ba thành chiêng nó sẽ đuôi nối còn đinh nào mương nó khả no đây mông mấy tuổi ở nằm án thế là họp kha là y phải là đúng khẩm khép cho nó xoay lên nên mà đi khề tu khề kính khề bãi mà cá nhân các lãnh đạo chính quyền đi cho ngõ cái ý mấy con dân thôi đây đều chăm lo ngõ cái mình cái... là những cái gì bác thiết kế đó đầu tiên là mình là cái gì cho đến kết thúc cái lễ hội thì mình là cái này à cái máy đó cái máy chứ phải có cái thứ nhất hay là phải đi khâm kiệu lên núi thơ thì lên núi thơ lấy một người lên nó xin hương về để là kiểu ấy đó đi chân khu cái lại kiểu là tới cái đâu họ tới dọn cái quan lũng đi cười tới cái bắt hương sơ ở dọn cái này là kiểu như cái kiểu mình mày nên đi xe đỉnh cửa đấy lên nhà xe cửa lên xe đó có cái kho là kiểu lên ấy ô bên tàu bao chục xăng bao cái ngày bảo thiền bảo hỏa nó mình ô kìa còn người mặt trần nè hay mà đúng lễ tâm linh mới hạ chặt sẽ trừ là lên thôi chờ đó xong đây được kiểu biểu đến tới đi hơn khi là ý bổ lễ đi hơn khi cứ văn hóa văn nghệ bóng chân đây kéo co ném con cho này đúng cái lễ như khi hồ hít lắc con chính bánh nã đưa bánh khúng mày đi bỏ cổ cổng bỏ cổ cho cái tí em phải đứng sẵn là bánh nã bằng cái đồ họ để bầu tôi đây bằng tin tưởng nã nó cho bốn đồ họ bánh nhưng mà phải có trưởng em tôi bỏ thằng ta bánh xoay ó có cái ó bao nhiêu điều hồi sau huyền tính bò mà thằng cửa giấy vòng buổi vòng mưa bỏ cái này bánh cái luật đưa gắn đi bỏ cho bánh khó bánh lì cho đủ ngon đó là tôi bảo nó cứ ngày lấy là lả mà chứ đòi hỏi mới lảo thôi tôi bảo nó lấy ra được bảo nó khó thì tiền đào phải xôi phải yên bằng chắc khả bảo này đứng bánh cho khó cái bánh là lì đi ha phải cái khác là phải đúng được thì
chỉ đạo xong nên liền đi ngồi y bảo vị chỉ sát khi đi ngồi trên những việc những nghề đã do anh sao vậy đấy có cháu có con lũng lang bình mường thề ngõ này để cảm ơn các đoàn văn hóa với cái nhé. Quay về là dân môn nên là việc thì cũng đều ủng hộ giúp đỡ mà chưa vui mùa xuân mùa lục năm mới còn quay trời còn người suối câu nó được góc nó ăn cho mau tôi rất là cảm ơn nhân cho buổi kể tiếp ạ. Lấy mình là có căn thì nó có là cái gì là chỉ có phải nặng quý có phải năm nó phải nặng trú cho măng nhau à là mấy năm mới khi bầu đây ba năm phải nặng định trú mà thì chỉ quý với cá thôi nó có cái bó khác xa hay có văn hóa văn nghệ thì cứ mới dùng cho bùi này đó nó người mới ăn chắc khang mới nhung người hay hát sướng muôn cái cầu bổ mình thanh xoan của bọn mình cái đang tin một tuổi cho nên ở lại nó mà đều bọn đang cái tình tí anh chị mình có các đoàn mình nghề đóng góp với văn hóa văn nghệ với bùi hay đến đây một tuổi càng văn bùi hay lên rồi bọn sinh giao văn năm là từ đó năm người năm ăn lên cho đến hết năm rồi bước sang năm khổ đi tiếp tục đi vừa hát cho một tuổi đi vậy cũng nên câu lên câu xuống cho câu mãi cho một tuổi đến đây mãi cho mọi người còn dần đi con đây bằng phần khởi cảm ơn cái mày đi là lì nàng trù à các cô cái mày lì cái nàng trù là cái nguyên tắc cái đinh đến là phải nàng mới trù được o cho tóc mặt o cho lấy khưng o cho cụt đuôi o cho quê cho trù phải lên con trò nhỏ bỏ xanh vấn đề bỏ đây hỏi phải lên lần bây giờ thì nhiều không kiểu phải chọn lại quán đó mà chạy từ mày lặng đó ở đây nó người chắc khá là khỏe nó nhỏ phải chạy tù mà mày thẳng mà nói thì ra hoán là có kinh nghiệm mới khi đi xeo khâu chỗ con nó đi khất giấc dầu cho đó thế thì mới cả bình cảm ơn chọn là có mấy người hết luôn đó cái đấy sôi nhớt lan là cái cha chiên bữa đường điêu đi đó tính điêu đi lại à phải cứ bằng cái là kiểu con nói bảo vô xây chung nó nói nên các con cái ý cảm ơn khâu này ngay lại nó ký lại cho cái đan con khâu nữa là cái đêm con chính xác là cái hồ cái lớp là trên đây các ông các bà là cái là tí dân trả là con phải bổ đâu họ nên là họ quan lục nên là cái hồ cái chắc khả tôi nó bổ lại thằng quan lục cái đỉnh lộn con khả tôi nó quan mèo là để mất dân cờ điều con sinh lễ có bói và sinh hoàng thì là mẹ phải nằm non phải nặng trù từ mấy bàn nằm phải nặng một lần nặng phải nặng trù suối lên lành lặn đừng mà nó ảnh hưởng những cái này tôi thằng lót cả trù phải lên mặt lên sai ó khởi sai trù ó lễ khưng ó lễ bỏ ó quê quài bài biết bò phải lành lặn là mới trù phải đủ được ó nặng trù cái nên nó bỏ con bói chia to chia nhỏ nó kiệt lúc luôn cái bữa đứa tiền để cho bán thui thì cái bữa đứa tiền hơi đó anh chu cổ chu lề cái nào mày cậu con mày thua lột mày thề tiền đó vâng ạ cơ ạ con hỏi chị mình đây cái đồ khi bán điện này cứ thằng điện mới kêu khi mà lửa đến này mình chắc khai nhau để dẫn cơ thì con hôm nay chính trực thì anh kia điều người chính đi bật thuốc báo ra thấy hôm nay anh đừng cái chín mưa đấy đi năm nay sáu sáu ông đó kế là kế nghe mười vừa la thôi nó ông nghe mười đúng là vài như cái này ông đang đi nặng quá lắm như là lìa thì là ba năm hay là năm hôm mà nặng tru con lại là chỉ còn nặng ca cuối đây là đúng thật thấy mình khuẩn mà con la cái chín này giờ cái này một khoảng là sao mà là đưa cái ngay biết là để lên lên cái khu nước kiểu năm nay mới thành lập trên nền làng mới tạo một cái kiểu cho trên nền làng đi chờ y ba đang bảo quy củ thế đó trực tiếp đó.